Đại gia YouTube thu dừa. Ở phía xa kia là đóng dưa nha. Đó, xe chở dưa. Đây. Đây là luống dưa nè. Cái này diệt tích là phá dưa hả anh Toàn? Diệt tích là phá dưa hả? Ngay đi xong rồi. Rồi. Nhanh không? Đại gia YouTube thu dưa. Ở phía xa kia là đóng dưa nha. Đó, xe chở dưa. Đây. Đây là luống dưa nè. Cái này diệt tích là phá dưa hả anh Toàn? Diệt tích là phá dưa hả? Đi xong rồi. Nào. Đây, đại gia YouTube đây về đi làm nông đây. Là cái luống thứ hai này hả anh? À, lại tiếp nó luôn vậy. Đây này, bỏ đây nè. Sao cô? Đóng dưa. Mấy con mấy phần rồi? Có một phần à, còn hai phần nữa. Xong cắt gần đến đêm, cắt có gần nè. Cắt hả? Đó, bỏ hết rồi, bỏ đi. Now.
đây đây là ra YouTube đây về làm nông đây. À, cái lún thứ hai đấy hả anh? À, lại tiếp nó luôn cái gì? Đây này, bỏ đây nè, bỏ đây nè. Sao cô? Cũng như mấy con mấy phần à? Cắt rồi. Đó, thử bỏ đi. Không phải dư này mà. Đồng hóa nó thiến mà luôn cái cây. Không phải hả? Dạ.